Ai đọc truyện Naruto cũng biết, Jiraiya là một trong những Sanin huyền thoại, nhưng ông đã ra đi trong một cuộc chiến mà đối thủ của ông quá mạnh. Jiraiya cùng Tsunade, Orochimaru là học trò của Hokage đệ tam và cũng là lứa học trò giỏi nhất của vị Kage này. Quan hệ giữa Jiraiya và đồng đội phản ánh sự tương đương so với đội 7 sau này, và ông khá giống với Naruto. Chào mừng các bạn đã đến với Shonen Action. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu top 10 sự thật có thể bạn chưa biết về Jiraiya. Sự thật đầu tiên: Jiraiya tốt nghiệp tại Học viện Ninja vào năm 6 tuổi. Sự thật số 2: Jiraiya được Sarutobi Hiruzen đề nghị trở thành vị Hokage thứ tư, nhưng ông đã từ chối bởi vì theo dõi Orochimaru và tổ chức Akatsuki quan trọng hơn rất nhiều. Sự thật số 3: Jiraiya đã sử dụng nhẫn thuật thổ thuật trong lúc còn trẻ. Ông chủ yếu sử dụng kỹ thuật này để do thám các cô gái đang tắm để không bị bắt. Sự thật số 4: Tên Jiraiya của ông lấy từ một văn hóa dân gian của Nhật Bản, đó là câu chuyện về huyền thoại Jiraiya, kể về một người triệu hồi ra con cóc khổng lồ và rất tốt đối với mọi người. Sự thật số 5: Naruto đã qua bài kiểm tra của Jiraiya một cách dễ dàng bằng thuật quyến rũ, hay còn gọi là sexy no jutsu. Sự thật số 6: Học trò cũ của ông là Minato, Yahiko, Nagato, Konan và Naruto đều trở thành các vị lãnh đạo ngôi làng của họ. Sự thật số 7: Ông đã hoàn thành một số nhiệm vụ, 58 nhiệm vụ cấp D, 345 nhiệm vụ cấp C, 684 nhiệm vụ cấp B, 614 nhiệm vụ cấp A và 138 nhiệm vụ cấp S. Sự thật số 8: Jiraiya bị giết bởi người học trò của mình, là con rối của Nagato, hay còn được gọi là Pain. Sự thật số 9: Ông là một trong ba người có thể triệu hồi vua cóc Gamabunta để cùng chiến đấu với mình. Hai người còn lại là Naruto và Minato. Sự thật số 10: Là một trong tam nhẫn huyền thoại, Jiraiya là một shinobi cực kỳ mạnh, có thể ngang với cấp độ của một ảnh. Ông nói rằng mình đã suýt bị chết là khi ông tìm hiểu về Tsunade và bị bà đánh cho nhún người vì tội đó. Và chúng mình đang cần sự trợ giúp của các bạn về các chủ đề trong các video tiếp theo. Các bạn có thể truy cập vào Facebook để hỗ trợ chúng mình. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ channel nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Shanks là một trong những nhân vật có phong thái ung dung nhất trong thế giới One Piece. Thích dành thời gian cùng các thuyền viên đi du ngoạn vòng quanh thế giới hơn là vội vã nhảy từ nơi này sang nơi khác. Vào phần đầu, Shanks đã trêu chọc Luffy khi Luffy nói có ý định sau này sẽ làm hải tặc. Shanks có khả năng sử dụng Haki Bá Vương, một năng lực mà chỉ một trong một triệu người mới có thể khả năng sử dụng. Sau khi cứu Luffy